gì gung gung dữ hồn. Từ đó. Quay. Người ơi. Sẽ quay lại nơi ngôi mộ của người con gái mang thai tự tự chết. Nghe nói rất là linh thiêng, có rất là nhiều người đi đến đó để xin số và cầu cơ. Thì dành cho các bạn nào mới xem video này mà chưa xem video trước, thì chúng ta cùng xem lại một đoạn của video trước nhé. Mời tất cả các bạn xem. Chen vô chứ đông quá mình cũng đâu coi được. Dạ. Lúc đó quá trời người mình không thấy. Ở sớm thì cứ nghe nói thôi chứ mình cũng bu sâu coi được. Dạ. Đông mà sự kiện vậy mình đông mà nghe linh liền lắm nha. Tụi nó xin số đề số má gì, đêm nào kéo gần gần đó nó xin. Và đây chính là cái mộ mà của cái chị có bầu nè. Đó, người ta xin số quá trời luôn kìa. Thì đó là mọi diễn biến đã diễn ra từ video trước. Anh em mình đã đi đến nơi đó và đã xem quang cảnh xung quanh. Thật sự khi đi đến đó mình cảm thấy rất là lạnh người. Và cho nên anh em mình quyết định tối nay mình sẽ quay lại nơi đó để thực hiện nghi thức tâm linh lần này. Mời tất cả các bạn cùng đón xem nghi thức này sẽ như thế nào. Theo dõi cùng anh em mình nhé. Let's go. Hiện tại mình và Hùng đang có mặt ở nơi ngôi mộ của cô gái mang thai và tự tử chết được người dân đem chôn ở đây. Và bây giờ anh em mình sẽ tiến hành cho tất cả các bạn xem những thứ cần thiết của nghi thức lần này. Mời tất cả các bạn cùng xem nhé. Đây là tất cả những đạo cụ cần thiết cho nghi thức mà anh em mình đã chuẩn bị đủ. Chuẩn bị 4 quả trứng, 3 quả trứng vịt và 1 quả trứng gà. Đây là thứ cần thiết cho nghi thức. Dùng một dĩa muối và đặt 4 quả trứng lên. Chuẩn bị 4 cọc tre để làm kết giới cho linh hồn này. Một cuộn chỉ đỏ để dằn kết giới. Nhớ là chỉ đỏ nhé. 2 cây nến trắng hoặc nến tế. Và tất nhiên không thể thiếu chuông trong nghi thức gọi hôn. Cuối cùng là giấy tiền vàng bạc. Thì cũng như mình đã giới thiệu cho tất cả các bạn về những thứ cần thiết cho nghi thức lần này. Nghi thức lần này có thể gọi đó chính là nghi thức nhận biết linh hồn, hay còn gọi cách khác là nhận biết có ma ở đây hay là không. Thì trước mặt mình đây đó chính là ngôi mộ của người phụ nữ mang thai và đã tự tử chết. Có rất là nhiều người đến đây để mà xin số, cầu cơ. Bây giờ anh em mình sẽ tiến hành vào nghi thức xem là thật sự ở đây có linh hồn hay không. 3 cái trứng vịt này đó chính là thứ để cung cấp linh hồn và năng lượng cho cái trứng gà ở giữa. Thì đây các bạn xem nè, đây là cái trứng gà nha các bạn. Đó. Chỉ đỏ này để anh em mình sẽ dâng kết giới. Và bây giờ việc đầu tiên anh em mình cần đó chính là sẽ đóng 4 cái cọc kết giới này xuống trước. Ok, Hùng, em đi đóng 4 cái cọc xuống giùm anh đi. Ui. Gì trời. Chúa nó bùng. Em bỏ cái đèn từ từ là đây anh coi. Ừ, em bỏ cái đèn là đây anh coi. Rồi, đứng đó đi. Đứng yên đi. Anh
chóc góc. Bật góc. Vụ gì vậy ta? Chắc tại mưa ha. Mưa đất mềm á. Từ em quan sát kỹ coi có cái gì không vậy? Thấy ghê quá vậy. Nói mà mưa chứ cây chuối chà bá đâu phải cây chuối nhỏ đâu. Ghê vậy. Thôi kệ đi, cắm đi. Cắm 4 góc rồi. Cắm 4 góc. Đây đây, em cắm, mình cắm phụ ra. Em cắm 2 cây bên kia đi. Bây giờ anh em mình sẽ cắm 4 cái cọc kết giới trước nha các bạn. Nè, em cầm cái đầu chỉ này nè. Em buộc ở bên góc đó trước đi. Cầm cái đầu con dây á, con dây á. Đâu anh? Đó. Rồi em buộc ở bên đầu đó trước đi rồi anh văng qua. Ở đây thì anh em mình có chuẩn bị một camera phụ nữa các bạn. Để xíu nữa mà anh em mình quay trong nghi thức này. Chó đòi sủa kìa Hùng ơi. Ý là nãy trước khi vào đây anh em mình có thắp hương sinh rồi đó các bạn. Đây. Có thắp hương sinh rồi đó chứ. Nè, em cầm ống chỉ này nè, em quàng qua. Hai cây tắt vậy? Gì ghê vậy? Hai cây hương tắt vậy? Uầy. Lấy đốt lại. Hồi nãy giờ nó cháy bình thường nè. Các bạn xem cái đống tàn ở dưới nè. Hồi nãy anh em mình có đem vô đây để mà thắp hương sinh. Anh em mình sinh xong rồi anh em mình mới làm. À, em quấn đi, em quấn dây đi. Quấn từ bên kia qua. Quấn từ bên kia qua kìa cho chống chảy. Mình đốt lại hai cây hương này các bạn ơi. Đó, chỉ đỏ anh em mình dùng để quấn thành là một kết giới như vậy đó các bạn. Đi vòng quá. Được chưa? Qua em qua đây ngồi đi, qua bên hông này ngồi. Rồi, và anh em mình cũng đã dăng kết giới xong rồi nè các bạn thấy không? Đó. Anh em mình đóng cọc để dăng kết giới toàn bộ xong hết rồi. Bây giờ tới giai đoạn tiếp theo đó chính là mình sẽ thắp hương lên để mình xin, nhưng mà trước khi thực hiện vào nghi thức, mình cho tất cả các bạn xem lại toàn bộ những cái trứng của anh em mình đem theo. Đây là quả trứng vịt các bạn. Các bạn xem nè. Mình lấy nét cho các bạn xem nha. Đây là quả trứng vịt anh em mình đem theo. Bây giờ mình sẽ kiểm tra lại hết toàn bộ những cái trứng anh em mình đem theo. Sau đó mình mới bắt đầu nha các bạn nha. Coi lỡ như có hiện tượng gì xảy ra thì anh em mình còn biết là những cái trứng ban đầu như thế nào. Và cái trứng gà này nè là nó sẽ giúp chúng ta nhận biết được linh hồn nha các bạn nha. Đây mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem nhé.
Đó. Và nó sẽ giúp chúng ta coi được là có linh hồn hoặc là hồn ma ở đây hay là không. Đó. Bây giờ mình sẽ thắp hương lên để mình vái. Rồi, bây giờ mình sẽ lắc chuông 3 lần nha các bạn nha. Hồng cầm giùm anh 3 cái nhen. Ok. Đưa 3 cái nhen nè. Bây giờ mình sẽ khấn 3 lần. Rồi bây giờ Hùng cầm á, Hùng đi xung quanh cái mộ này cho anh một vòng ha. Mà khoan khoan, cái camera nó bị dính nước, để nó lao cái. Rồi em đi anh đi. Ở đây mưa các bạn, cho nên là nhiều cái chuối nó bị động xương á. Bạn mình bấm sẵn bấm camera phụ lên luôn. Ok, đó camera phụ sẽ quay toàn bộ cảnh ở đây nha các bạn nha. Đưa 3 cái hương đi cho anh. Rồi bây giờ thì bắt đầu là mình sẽ làm phép lên 3 cái trứng này nha các bạn nha. 3 cái trứng vịt trước. Rồi thì bây giờ mình cũng đã cắm hương xong rồi các bạn. Gì? Anh nghe cái bịch đó có sao không? Không sao đâu, cái ê thôi. Mình nghe mới có gì cái bịch vô người Hùng đó bạn. Đúng rồi, em luôn cho bịch gì. Nói tiếp thôi. Không sao, có sao không? Hả? Có sao không? Gán em, nè, coi như xong rồi đó. Bây giờ là cái giai đoạn quan trọng. Nãy giờ là lạnh người nãy giờ. Ok, không sao đâu. Đương nhiên là ở đây nãy giờ anh cũng lạnh lắm mà anh không nói, sợ em bị tâm lý. Rồi bây giờ thì mình sẽ đợi một xíu cho linh hồn ở đây, người ta gọi là biết được là có sự hiện diện của mình á. Và chắc chắn là sự hiện diện của mình ở đây người ta biết rồi. Nhưng mà để cho người ta báo hiệu cho mình biết là có mặt người ta ở đây hay không á, thì đợi một xíu nữa các bạn. Đợi một xíu nữa rồi em kiếm cho anh cái gì đó để anh đập cái trứng nè. Giờ em đốt cái tiền vàng luôn ha. Khoan hả đốt. Cái này chưa đốt với tiền vàng bạc đâu, đợi xíu đó. Cái chuối làm anh nãy giờ anh cứ nhìn nó hoài luôn. Chứ không sao rồi mà cái da có sao? Người khó chịu. Không, chắc. Chút nữa về cởi ra anh coi đó. Ghê được chứ.
đúng không? Cây chuối đâu, cây chuối nhỏ đâu. Nó bằng cầm chân anh nha. Nè các bạn xem cây chuối đâu, phải cây chuối nhỏ đâu các bạn. Rồi giờ em đốt với tiền vàng bạc đi không? Đốt luôn. Đốt với tiền vàng bạc luôn đi em. Bây giờ anh em mình cùng nhau đợi Hùng đốt với tiền vàng bạc xong, bắt đầu mình sẽ kiếm vật gì đó để mình đập cái trứng ra nha các bạn nha, để mình xem là có người ta hiện diện ở đây hay không. Okay, thì coi như giấy tiền vàng bạc anh em mình cũng đã đốt xong rồi mọi người ơi. Bây giờ tới phần quan trọng, đó chính là anh em mình sẽ đập cái trứng ra. Bây giờ đập cái trứng ra làm sao ta? Kiếm vật gì đập ra? Kiếm vật gì đập ra. Bây giờ cái này coi như xong rồi, là cái kết giới mình cũng không có cần ở đâu. Bây giờ em tháo một cây ra đi. Tháo cái, ra. Cái này đâu có sao không? Không không, cái này hết cần rồi. Coi như nghi thức này xong rồi, anh em mình chỉ kiểm tra lại thôi à. Rồi, anh lấy cái cây đó ra đi. Gì? Em đem cái đèn lại sát sát ở đây cho. Để bên góc đó kìa. Rồi. Bây giờ tới giai đoạn quan trọng, mình sẽ đập cái trứng rồi nha các bạn nha. Gì gôn với Hồng tự á. Quay trời ơi, máu không nhỉ? Em đưa cho anh cái cây. Cái này chắc mình làm mờ lại chút quá các bạn ơi. Ôi ơi. Ôi ơi. Ê Hùng ơi. Cái gì kìa. Ôi ôi, cái gì đây nè. Ôi ôi. Có chuyện quá. Mày ghê quá mày. Không ơi. Dọn dẹp đi. Dọn dẹp đi em ơi. Giờ anh em mình về cái đi rồi nói chuyện cho các bạn nghe nha. Thì sự giờ mình chóng mặt quá. Dẹp đi em. Bây giờ anh em mình về nha các bạn nha. Rồi về nhà mình sẽ nói cho các bạn nghe nha. Đi dẹp đi.
sự là những sự việc xảy ra quá là rùng rợn luôn. Thật sự là mình không thể nào nghĩ được là nó sẽ xảy ra như vậy cả. Và các bạn xem video thì các bạn cũng hiểu rồi. Và thật sự bây giờ mình cũng không biết là phải giải thích như thế nào nữa. Hùng thì nó về nó mệt cái nằm nó ngủ luôn các bạn ơi. Bây giờ thì có lẽ là hẹn gặp lại các bạn ở một buổi livestream hay là một video sau để mà mình hiện tại có thể bình tĩnh hơn nói chuyện với các bạn. Chứ thật sự hiện tại bây giờ mình đang bị hoảng loạn các bạn. Mình không biết phải nói cái gì nữa. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều vì đã xem video của mình. Nếu như các bạn thấy video này hay, hãy để lại cho anh em mình một like và hãy nhớ đăng ký kênh, ấn vào cái chuông để các bạn nhận được những thông báo mới nhất từ anh em mình nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.